Gò Công, thị xã Gò Công cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 73 km. Đi khoảng 1 tiếng rưỡi từ Gò Công mình đi ra biển Tân Thành thì mất thêm 25 phút nữa, khoảng 13 tới 15 cây. Thì nhà mình đi theo tuyến đường rất là đơn giản thôi. Đó là đi đường Nguyễn Văn Linh rồi đi theo quốc lộ 50. Thì mình thấy đường đi rất là đơn giản, đa số là đi thẳng và chỉ quẹo ở những cái mốc rất là dễ nhìn, hoặc là cứ đi theo Google là mình sẽ đến đây thôi. Ở thị xã Gò Công mình ghé lại để mà mình ăn sáng. Có một cái quán rất là đặc biệt, đó là quán bún suông vịt. Khi mà mình đi ăn ở những cái quán ở Gò Công hoặc là những cái tỉnh đó, mình sẽ lại cảm thấy là cảm giác những người khách ở đây cũng giống như là bà con chòm xóm đến ăn vậy đó mọi người, cho nên là cảm giác rất là thân thiện và dễ chịu. Nói chuyện, mọi người nói chuyện với nhau rất là vui vẻ. Hôm nay tụi mình đi hơi trễ so với dự định mọi người, thì xuống đây là hết đồ ăn rồi, chỉ còn có thịt vịt thôi. Chứ bình thường ở đây sẽ có cái bún suông, là có cái suông mà làm bằng tôm nó rất là ngon. Suông đã hết rồi cho nên là cái tô của mình không có thể nào mà ăn cho mọi người coi được. Bây giờ em còn 5 kg tôm dưới bụng, chưa có lọc được gì hết trơn á. Sáng em cũng nhậu khách ghế quá rồi em hết. Xong mà chưa có làm kẹp tại khách đông á. Dạ. Chưa có làm kẹp. Nhưng mà mình đến khoảng mấy giờ thì mình ăn đủ món hả chị? 6 giờ là mở cửa, tầm 6 giờ mấy 7 giờ là cái gì cũng còn hết á. À. Mình tới là những cái tô cuối cùng của quán luôn, mọi người dọn quán luôn. Nếu mà mọi người muốn ăn mà đầy đủ nhất á, thì 6 giờ quán đã mở cửa rồi, và mình nên canh đi sớm một xíu thì sẽ còn đầy đủ tất cả các món mà mình có thể thử được. Bữa nay tiếc quá mà quay mà không có suông để cho anh quay. Cái đó cũng hấp dẫn. Dạ. Mà tại vì em có rồi, thôi có hẹn anh dịp sau đi. Ở đây mình được có cái là mình sử dụng vịt tàu á anh, vịt nó ngon hơn vịt siêu nạc. Để em cắt cái đùi nhỏ ra cho. Đây là một cái tô bún măng vịt, thì mình đến trễ cho nên mình không có suông mọi người. Cho nên là mình chỉ có vịt với măng và huyết thôi. Nước dùng rất là ngọt vị vịt và lạc các mọi người, kiểu mà mình sẽ nêm thêm cho nó đậm đà. Chứ họ không có làm mặn sẵn cho nên là mình thấy ngon á, hợp khẩu vị với gia đình mình, tại vì gia đình mình ăn lạc. Nước vịt mà mềm như vậy á, ăn rất là ngon mọi người. Bởi vì ở đây á, người ta dùng đồ tươi á, ăn trong ngày á, cho nên là cái vị của nó rất là thơm nữa. Mình ăn thịt tươi mình sẽ thấy cái vị đó nó khác với lại thịt mà mình đã để lạnh rồi á. Ngon, rất là vừa miệng. Đúng là đi miền Tây mà ăn thịt vịt đó mọi người, sẽ thấy cái vị ngọt và ngon của con vịt đó, nó vừa phải thôi và nó rất là ngon luôn, chứ nó không phải là cái thịt mà thịt siêu nạc giống như mà mình ăn ở trong chợ mà trong Sài Gòn mình hay mua á, hoặc là trong siêu thị á, thì cái vị của nó không có thơm như vậy. Ở đây cái da nó cũng không có hôi nữa, mà ăn nó rất là ngon, nó vừa vặn. Nhưng mà mình rất là thắc mắc về cái suông ở đây, tại vì mình chưa có được ăn thử, nhưng mà mình đoán là ngon á, bởi vì khi mà mình ngồi ăn á thì rất là nhiều người vô để gọi cái suông ăn nhưng mà hết rồi. Đây là miếng huyết vịt nếp, huyết nếp mà ở đây nó mềm vừa đủ và cái nếp cũng không bị cứng nữa, rất là ngon nha. Thì sau khi mình ăn ở quán bún suông vịt thì rất là thích, và giá cả ở đây thì là một tô của mình ăn là thịt vịt không thì 35.000. Nếu mà thịt vịt và suông thì là 45.000 tùy theo. Nếu như mọi người muốn ăn thêm cái gì thì cô chủ sẽ tính thêm và giá cả rất là rõ ràng. Một cái chén huyết nếp đó mà chỉ có 5.000 thôi. Còn một chén lòng có đầy đủ như mọi người thấy thì sẽ là 10.000. Bây giờ nhà mình sẽ tiếp tục đi ra biển Tân Thành đây. Rồi bây giờ nhà mình đang ở bãi biển Tân Thành rồi mọi người, ngay chỗ bãi cào nghêu. Bây giờ nhà mình sẽ tham gia hoạt động cào nghêu nha. Khi mà mọi người đi dọc với đường bờ kè của bờ biển Tân Thành này đó, mọi người sẽ thấy những cái chỗ mà người ta bày rất là nhiều thúng và có những cái dù và có những cái rổ nghêu, thì đó chính là những cái nơi mà mình có thể xuống để cào nghêu nha mọi người. Thì người ta sẽ để sẵn dụng cụ, mình cứ lấy. Cào nghêu là đó, sao hả? Có mấy cái dụng cụ. À, tự đi xuống ra lấy hả? Cho mượn đem xuống dưới tự cào. À, đây là dụng cụ cào nghêu đây. À, cân nghêu tính tiền. À, cân nghêu tính tiền hả? Dạ. Yeah. Đây, dụng cụ cào nghêu đây. Lấy cái gì là dễ cào nhất rồi chị? Phải lấy cái này trước đúng không? Dạ. Ờ, đúng rồi, cái đó đó, cái đó dễ cào đó, cái đó dễ cầm tay đó. Hai loại cây này là dễ cầm tay nhất nè. Đó, cầm vừa. Vừa tay luôn. Để. Chứ rồi ai lắm chịu không nổi mọi người. Đó, dụng cụ cào, rồi mình sẽ lấy một cái rổ. Trời ơi, hơi quá. Cào được mấy con đâu mà lấy một cái rổ bự quá. Sao cứ tự coi thường mình vậy? Lên đường cào nghêu. Đó, có pin đợi sẵn dưới nè. Và ở dưới thì lúc nào cũng sẽ có cà phê, quán nước giải khát, là người ta sẽ giăng dù và ghế mũ để mà mình ngồi mình nghỉ ngơi nha mọi người. Ảnh nói là những cái chỗ, những cái khu vực mà ảnh cắm cái bao ni lông màu xanh lên nó để làm dấu là khu vực đó nó còn nghêu á mọi người, để cho mọi người tới cào thì nó mới có nhiều nghêu. Mình sẽ dựa theo những cái cây này mà mình đi cào nghêu nha mọi người. Đây là những cái người mà phụ trách bãi nghêu này, người ta cắm sẵn những cái cọc này xuống. Đây là những cái khu vực mà còn nghêu, thì mình muốn cào nghêu thì mình sẽ đến những cái vị trí của cái cọc này thì mình cào thì mới có nghêu nha mọi người. Thấy chưa? Thấy chưa? Có nghêu này thấy chưa? Vì thấy nó sượng sượng cái cây á là nó đụng chút con nghêu, là bên móc xoa sâu xuống chút xíu nữa là chúng con nghêu, và con nghêu này nhỏ quá. Bỏ vô đi. Đã thấy một con nữa nè. Mình cào vô dễ biết lắm mọi người, nó chỉ cần hơi nặng tay là mình cào sâu sâu xíu là nó sẽ lên nè. Ở đây là một cái hoạt động trải nghiệm rất là vui với mọi người, tại vì trẻ con mà đi cái này là vui lắm luôn á. Bình có con nào không? Dạ không. Đây mẹ có nè. Con bự. Đó, Bình có nè. Đâu đâu? Bình đưa lên đã, đưa lên cho mẹ uống coi. Đây đã, ghê, bự ghê vậy. Mệt không Bình? Dạ mệt. Đưa lên cho mẹ coi nè. Và nó cũng rất là rẻ tiền nữa, là 30.000 một cái nghêu thành phẩm nha. Tức là mình cào được bao nhiêu thì mình sẽ cân ký, nếu mà mình muốn lấy về, còn không thì mình thả xuống thôi, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà mình dĩ nhiên mình trải nghiệm thì mình cũng nên chi trả một số tiền nhỏ nhỏ để cho những người mà hoạt động kinh doanh này người ta vẫn có khách. Sau khi mòn mỏi lặn ngụp cào mỏi hết cả tay thì được chừng chục con rồi mọi người. Với lại bây giờ tụi mình đi giờ này nó hơi nắng á, mọi người muốn đi mà cào nghêu thật sự á, thì mọi người nên đi khoảng 3-4 giờ chiều á, nó sẽ mát hơn á. Đó là thông tin mà người ta nói với mình. Giờ mình mới biết, giờ đi 12 giờ trưa nắng quá, không có cào nổi, mệt lắm. Đâu thành quả đâu. Thành quả đáng hổ thẹn đây. Quả gì mà hơi kỳ. Cái đó là cái chòi mà người cào nghêu ở đây người ta dựng lên, thì nó phụ thuộc vào những cái người phụ trách cái khu cào nghêu. Trên cái chòi đó, những cái người cào nghêu sẽ đi đến vào buổi tối, họ sẽ ăn cơm nghỉ ngơi, và rạng sáng 3-4 giờ thì những cái người cào nghêu sẽ bắt đầu cào, bởi vì giờ đó mát và cũng dễ cào hơn. Còn mọi người thấy mà những cái người mà cào vào giữa trưa giống như nhà mình đó là dân nghiệp dư thôi nha mọi người. Đây là cái chỗ mình rửa chân nha, sau khi cào nghêu thì dơ thì mọi người có nước sạch để rửa nha. Sau khi mà trải nghiệm cào nghêu xong thì mình đi đến nơi này được mọi người check in là bãi biển Tân Thành, là một cái nơi quen thuộc cho du khách khi mà muốn đến biển Gò Công hay biển Tân Thành đó mọi người, thì sẽ đến địa điểm này. Địa điểm này cũng rất là có nhiều cái điều mà hấp dẫn. Phía sau nhà mình là có những cái căn nhà chòi, thì trong đó là nơi nghỉ ngơi, uống nước và ăn những hải sản theo kiểu mà ăn ốc mọi người. Ăn bánh cam cũng vui vui nha mọi người. Ngon, dẻo, mình dẻo lắm, ăn được. Cũng không thiếu những cái nhà hàng mọi người. Bên đây là cái dãy nhà hàng này nha, có đủ các loại hải sản là đặc sản của biển này. Sở dĩ mà mình nói đây là một bãi biển hấp dẫn là bởi vì nó có nhiều hoạt động mọi người. Mình có thể nhìn thấy cuộc sống của người dân xung quanh đây, rất là thú vị luôn. Dạ, cái đuối này béo lắm cô, ngày nhỏ nó càng ngon. Sau lưng mình á, là những cái người mà người dân cào nghêu, người ta vận chuyển nghêu từ những cái chòi nghêu từ tích xa khơi á, bây giờ người ta mới vận chuyển nghêu vào để mà đưa lên để thu mua. Người ta sử dụng một chiếc xe mà mình thấy giống như là một chiến mã trên biển vậy đó mọi người. Thì chiếc xe này phải rất là mạnh nha, bởi vì ở đây á, là cát sình mà xe phải rất là mạnh thì mới đi được. Thì khi mà xe người ta chạy đến thì người ta sẽ tập kết ở cái bờ này đó, người ta sẽ mang những cái bao nghêu lớn vào một căn nhà đó, người ta sẽ đưa lên chỗ mà thu mua đó, và người ta chạy cái xe này lên đó luôn. Và điều đặc biệt trên cái biển Tân Thành này đó thì là mình đang đi trên một cái cầu màu xanh. Cái cầu này thì là hướng thẳng ra biển luôn mọi người. Thì khi mà đi thẳng ra và mình sẽ thấy được xa tích tắp một cái bờ biển rộng bát ngát luôn. Mình nghĩ là cây cầu này cũng sẽ không được sửa chữa đâu, bởi vì mình đi đã từ lâu lắm rồi và cây cầu này vẫn y nguyên hiện trạng như cũ. Cho nên nếu như mà ai yêu thích cái cầu màu xanh dẫn thẳng ra biển thì mọi người nên đi sớm đi. Mình nghĩ là nó cũng sắp tới hết hạn chịu đựng rồi, nó cũng cũ kỹ lắm rồi đó nha mọi người. Đằng sau mình là cái chỗ lên cây cầu xanh thì mình thấy lên rất là khó nha mọi người, bởi vì ở đây là biển sình mà, biển phù sa, cho nên là khi mình đi thì cái chân mình lún sâu xuống, và mình nhìn trên mặt nước thì mình không biết được cái độ sâu của nó. Cũng không phải là sâu lắm đâu, nhưng mà mọi người nếu không để ý sẽ bị hụt chân. Và nếu như mọi người có mang theo những cái thiết bị để mình chụp hình đó, mình phải hết sức cẩn thận. Con nít thì nên hạn chế đi, bởi vì trên cầu là có những cái chỗ mà nó bị gãy cái thành rồi, khi mà không để ý thì có thể là các cháu sẽ bị té xuống. Để trả lời cho câu hỏi đi Gò Công mùa nào đẹp nhất thì mình sẽ tính theo mùa của hải sản mọi người. Bởi vì bãi biển đây nó không lung linh như những cái bãi biển ở những nơi khác, ví dụ như Nha Trang, thậm chí không đẹp bằng Vũng Tàu nữa. Thì mình sẽ tính là đi du lịch theo mùa hải sản. Có thể nói là ở Gò Công nghêu là cái đặc sản rất là ngon luôn. Mình chưa tìm thấy nơi nào có nghêu ngon hơn ở Gò Công nha mọi người. Thì mùa nghêu trải dài từ tháng 3 đến tháng 9, mùa ốc thì tháng 5, còn mùa sam thì từ tháng 12 đến tháng 2 âm lịch mọi người. Nhưng mà thật sự ra thì nếu mọi người đi lệch mùa thì vẫn có nghêu, nhưng bên nghêu nó không mập bằng mình đi đúng mùa. Còn một điểm quan trọng mà nhà mình muốn lưu ý với mọi người đó là khi mà đi biển Gò Công này là mọi người nên đi buổi chiều thì mới tắm được nha. Còn buổi sáng thì mọi người thấy đó, thủy triều ở rất là xa, không tắm được. Và khi mà mọi người tắm á, thì mọi người nhớ là không nên mặc đồ sáng màu, đồ trắng nha, bởi vì đây là biển sình và cát cũng là cát đen. Thì khi mà tắm thì cái cát đen nó ám vô những cái màu áo mà áo trắng thì là mọi người không giặt ra đâu nha. Mọi người có thể lựa chọn ăn trưa ở đây, ăn hải sản ở đây, có các loại hải sản đặc sản ở đây thì chắc chắn rồi, nghêu, sò, ốc các kiểu, có con sam nữa, mùa này mùa con sam mà. Nhưng mà nhà mình uống nước mía thôi, bởi vì nhà mình có một cái địa điểm ăn hải sản rất là ngon vào buổi trưa nha. Phía sau lưng mình đây là cái quán tủ của nhà mình luôn, có tên là Cô Tẻ Bến Đò. Từ biển Tân Thành đến quán Cô Tẻ Bến Đò thì nhà mình đi độ 40 phút nha mọi người. Thì sở dĩ mà quán có tên Cô Tẻ Bến Đò là bởi vì ngay bên cạnh quán là một cái bến đò luôn. Theo nhà mình thì quán Cô Tẻ Bến Đò là một cái quán ăn gia đình khá là đông khách ở Gò Công. Mặc dù là quán ăn gia đình nhưng thật sự ở đây là chuyên về hải sản và chế biến hải sản rất là ngon. Có thể gọi là chuyên gia hải sản của Gò Công đó mọi người. Quán được thiết kế khá là đơn giản. Những cái bàn ăn được ngăn cách bằng những cái vách rất là riêng tư. Nhà mình cũng thích cái này. Mặc dù là quán ngay sát bờ sông luôn, nhưng mà không phải lúc nào cũng mát nha mọi người. Tuy nhiên thì mình có thể là sử dụng quạt thì cũng sẽ đỡ hơn. Nhưng mà mùa nóng thì cũng rất là nóng. Mọi người nên lựa những cái bàn mà sát ở ngoài thì có thể là sẽ mát hơn. Mọi người sẽ thấy những cái thanh sau lưng mình đây để mắc võng nữa. Cho nên là mọi người ăn uống xong mà có thể nằm nghỉ. Lên đây đi. Dạ. Trời ơi, hôm nay con Sầu Yến nó bự vậy. Ở đây là mọi người sẽ thấy những cái con nó đại bự, nhất là Sầu Yến nè. Sao bự dữ vậy? Sầu Yến này gọi là chắc là Sầu Yến cổ đại luôn á. Nó quá to luôn, bằng bàn tay luôn á. Cái mùa này phải mùa nghêu. Phải là mùa nghêu. Ở đây đặc biệt là con vọt đó mọi người, là cái con màu xanh xanh á. Ăn nó giống như là thịt con chanh chép vậy mà nó ngọt nữa, nó ăn cũng tương tự con sò chén ngoài biển á, mà nó có cái vị đậm đà của nước ngọt. Thế là có con sò chén nữa nhưng mà mình nghĩ nó không ngon bằng cái khu vực miền biển đâu, tại vì sò chén miền biển thì mình nghĩ nó sạch hơn á. Đây là cá mau ớt. Cá này cá gì vậy chị? Cá nhát á hả chị? Nhát mà đây nó rau nhiều quá hả? Ôi tôm nó tôm ngon, nó nhảy quá trời nhảy. Bây giờ mình sẽ ăn những món quen thuộc mà mình hay ăn, đó là mà mùa này không phải là mùa nghêu cho nên mình bỏ qua nghêu nha. Mình ăn sầu riết, sầu me nè, sầu me ở đây rất là ngon. Ăn cơm cháy kho quẹt ngon tuyệt vời luôn. Và lẩu cá dứa ở đây mình thấy hình như là ngon nhất trong tất cả các chỗ mà mình ăn cá dứa luôn đó mọi người. Mình đã chọn con sò huyết nhỏ thay vì con sò huyết to mọi người, tại vì mình thích ăn nhiều con. Mình ăn một con to quá thật sự là ai mà ăn một con vô là bị ngán con đó luôn á, cho nên là mình không muốn cảm giác đó. Mình thích ăn nhiều con để mình ăn được nhiều lần. Mình đã ăn sò huyết được khá nhiều nơi rồi mọi người, và mình thích sò huyết Gò Công nhất, tại vì cái vị của nó rất là đậm đà và cái thịt của nó rất là mập, nó múp lên trên luôn á, nó không có bị mất thịt, và cái mùi mà nó ăn ra nó có một cái mùi tươi và ngọt nhất định. Trong khi mình ăn sò huyết biển á, mình sẽ cảm thấy là nó ít vị ngọt lắm, với lại cái mùi nó đúng nghĩa là nó ít tanh hơn, nhưng mà bù lại là nếu mà ai mà thích ăn cái mùi sò huyết á thì sẽ thích ăn cái mùi nó hơi đậm đà hơn một tí so với lại những cái loại sò huyết ở những cái vùng miền khác. Mình rất là thích ăn tóp mỡ ở đây nha, vừa giòn vừa ngon mà vừa ráo nữa, nó không có bị ngấy. Mình ăn tóp mỡ ở đây giống như mình ăn cục ba rọi mà nó chiên giòn vậy đó. Không hiểu sao cách làm hay lắm nha, tại vì người ta xào me á mọi người mà cái tóp mỡ nó vẫn còn giòn, tại vì vô nước cái là thường là tóp mỡ nó sẽ hút và nó sẽ xìu lại liền. Nãy giờ mình để như vậy rồi đến lúc mà mình ăn cái tóp mỡ nó vẫn còn rất là giòn và ngon. Con vọt nha mọi người, cái vỏ nó giống như con chém chép vậy, nhưng mà nhìn cái hình dạng này nó giống con nghêu và vỏ nó khá dày á, mà mình cũng thích ăn cái thịt của con này. Cái thịt của con này là ai mà thích ăn nghêu á mọi người thì ăn con này sẽ rất là thích, bởi vì nó đậm đà, nó ngọt hơn con nghêu, cho nên là mình ăn với lại nướng mỡ hành á thì rất là ngon. Có điều là lâu rồi mình cũng quay trở lại á, thì mình thấy cái nước chấm ở đây nó thay đổi á mọi người. Hồi trước mình thích ăn cái nước chấm này lắm bởi vì nó rất là hợp và nó ngon lắm, nhưng mà bây giờ người ta đổi, thay vì là chanh mà người ta đổi là thành tắc á. Không phải ai cũng thích ăn cái mùi tắc hơn mùi chanh đâu mọi người, mình là thích ăn mùi chanh hơn, cho nên khi mà nó pha tắc, cái mùi nó đậm mùi tắc quá thì nó bớt ngon so với mình á. Nhưng mà tổng quan thì ăn cái con vọc tươi vẫn rất là ngon, bởi vì ở đây người ta nướng ngon lắm mọi người. Ai mà thích ăn mỡ hành nướng thì ăn ở đây sẽ rất là thích. Lẩu cá dứa đây rất là đặc biệt mọi người, bởi vì lẩu cá dứa nấu chua và bằng lá me. Ở trong cái lẩu sẽ có rất nhiều lá me và gây ra được cái vị chua tự nhiên. Rau cũng là một cái phần mà quan trọng của món lẩu này. Đó là đầu tiên mình sẽ có là bông sơ đũa, ngò gai, rau nhút là những cái chính ở trong cái phần rau ăn kèm. Cái cá dứa ở đây mình nói thật, nó có một cái mùi rất là thơm, thơm hơn những cái chỗ khác mình ăn. Những cái vùng biển khác khi mình ăn lẩu cá dứa hay cá dứa, mình có cảm nhận được nó vị tươi, ngon, ngọt. Nhưng cái mùi thơm đặc trưng của cá dứa ở đây thì mình mới thấy ở Gò Công mới có thôi. Và nó rất là thơm luôn á. Cơm cháy kho quẹt là có một món thôi, nhưng mà phải tốn đến 3 dĩa. Có nghĩa là một dĩa là cơm cháy, có lớp trên là rải một cái lớp chà bông và một cái khay kho quẹt mọi người. Khay kho quẹt rất là hấp dẫn, có thịt ba rọi và có những con tép nhỏ nữa, rất là ngon luôn. Và một cái dĩa kho quẹt đầy đặn. Cảm ơn mọi người đã xem clip và đừng quên đăng ký kênh Gia đình Vivu để có thêm những chuyến đi du lịch thú vị nha.